It's time. Ok, đây là hai ngày rồi đúng không? Thì hôm qua thì mình cũng dậy trễ. Mình dậy khoảng 12 giờ. Bình thường, nói chung là bây giờ bình thường khoảng 10 giờ mấy mình mới dậy. Xong rồi mình sẽ nằm mình coi này con kia đến 12 giờ mình mới dậy. Nhưng mà đêm hôm trước đó là mình khóc đến 3-4 giờ sáng luôn. Tại vì mình buồn chuyện con mèo nhà mình đó. Khi đến trưa hôm đó gặp cái xong các bạn vô tình nhắc đến chuyện con mèo. Nó rất là trùng hợp á. Cái xong cái tự nhiên cái mình khóc quá trời luôn. Cái mình khóc quá trời luôn. Mình khóc mà mình bị nhức đầu luôn á mọi người. Ý là con mèo của mình á thì ok, nếu mà nó bệnh nó già á và nó kiểu như nó mà chưa đó một khoảng thời gian nó đã vui vẻ rồi. Rồi sau nó bị một cái gì đó, nó bị bệnh không chữa được hoặc là nó già nó qua đời thì không sao. Còn con mèo này nó mới mình khi mà nó đem về nhà mình nó mình cảm thấy nó vui vẻ được có 3-4 tháng rồi. Xong rồi sau đó nó bị trầm cảm, xong rồi nó cứ rồi xong bắt đầu nó sẽ
một phần là nó bị cận huyết á, cho nên nó sẽ bị rất là nhiều thứ bệnh khác luôn, và nó rất là yếu và nó sẽ yếu dần. Cho nên là một ví dụ như ở nhà mình khoảng một năm rưỡi đi, thì nó chỉ mình chế nó vui vẻ và mình chơi được với nó, và nó dễ thương khoảng 3-4 tháng thôi, còn lại nó cứ bệnh hoài, cho nên tội nghiệp nó. Và sau đó một năm thì nó kiểu nó bị trầm cảm, rồi nó cứ nằm ở ngoài sân một mình, nó không đi được luôn, xong rồi nó cứ yếu, xong rồi và vì nó cứ nằm như vậy hoài cho nên là kiểu nó cứ nó chỉ nằm một chỗ thôi, và nó chỉ nằm nó nhìn thôi. Lâu lâu mình sẽ ra nói chuyện với nó kiểu như vậy, thì nên kiểu hôm đó nó cũng nằm, xong rồi sáng hôm đâu sau nó nằm đó xong nó đi luôn á, cho nên nhìn thấy rất là tội nghiệp. Ý là mình nghĩ là sẽ có ba người qua đời là mình cảm thấy bây giờ mình vẫn thấy tội nghiệp á, và vẫn thấy buồn khi mà nhắc đến những cái chết người đó, thì con mèo là một trong những cái chết mà mình cảm thấy tội nghiệp. Và mình lúc nào cũng sẽ khóc khi mà nhắc lại. Chưa kể có một cái chuyện là cái đêm hôm trước á, cái đêm hôm trước đó thì nó nằm trên một cái miếng kiểu miếng trà mỏng á, thì nó chỉ nằm thôi, nó nằm ngửa ra nằm nó thôi, và nó nhìn mình, thì nó cứ nhìn mình hoài, xong mình cũng nhìn nó, xong mình nói chung là mình cũng thấy một phần hối hận là cái lúc đó mình không có ra ngoài mình vuốt ve nó kiểu vậy. Thì hôm sau thì mẹ gọi nó là nó đi rồi á, cho nên mình cảm thấy rất là hối hận về cái chuyện đó. Thì hôm qua thì mình khóc đến khoảng 2-3 giờ, thì mình kiểu khóc đến mức mà mình nhức đầu luôn á. Mà mình làm cái gì ta? Hình như mình làm video được một xíu à. Xong rồi em mình qua nhà chơi, cái xong là ngồi chơi game rồi ngồi xem clip này kia thôi. Đến 7-8 giờ tối thì mình đi về nhà bên kia của mình. Nói chung là cái không khí ở nhà nó tan thương đó mọi người. Khi mà mới bước vô nhà thì kiểu nó nói chung là ai cũng buồn vậy. Vấn đề là ai cũng thấy tội nghiệp cho nó. Ý là nó rất là tội, nó không có nói được, nó không có làm gì được, nó không có chơi, nó không có vui vẻ, nó không có gì hết. Nó cứ nằm đó, nó cứ liệm dần, nó thấy rất là ám ảnh. Mình thấy rất là tội. Nói chung thấy tội, mình thấy nó tội. Xong thì hôm qua thì mình stream, tối qua thì mình về sớm mình stream. Mà mình stream đến 1 giờ, xong mình cũng vui quá, cái mình cũng không ngủ được á. Cái mình thức đến 4-5 giờ. Sáng này thì cũng trưa mình dậy, cái xong mình cũng coi tivi xíu, ăn xíu, xong mình làm clip một xíu. Cái nói chung mà làm clip mình cũng đam mê, mình cũng vui cái clip game á, cái mình coi đi coi lại hoài, xong mình cứ vậy à. Xong cái mình coi phá hoa, bắt pháo hoa đó là mấy hai ngày lễ của mình nó vậy. Nó kiểu vô chi, nó cũng chẳng làm gì đâu. Nếu như mình nghỉ lễ thì cũng resting thôi, chứ cũng chẳng cần phải làm gì nhiều. À, hôm qua mình chat với chị mình đến mấy giờ sáng rồi, chị bạn á chứ mà chị được. Bên mình cũng sẽ chat và mình làm tiếp clip để ngày mai mình nghe, maybe ngày mốt. Hôm nay mình không có stream là tại vì mình nói với mọi người là bắn pháo hoa nó khu nhà mình nó sẽ rùm beng, mọi người thấy video quay vlog. Mình ngồi trong nhà thôi chứ ở ngoài vẫn có tiếng còi xe cho mọi người rùm beng á, cái mình cũng đâu có muốn mình cũng không có tập trung được mọi người. Ý là ở ngoài ví dụ như trường học học sinh đi học hoặc là văn phòng đi qua đi lại thì mình cũng không, mình ngồi trong này cũng không có chill được. Mình cũng hơi bị lo ra. Ok bây giờ mình sẽ làm clip, chắc mình phải đi tắm xong rồi làm clip, xong rồi ngày mai thì xong lát nữa mình làm gì nhỉ, không biết được. Bây giờ mình cứ làm clip trước thôi. Dạo này thì mình xài máy hơi nhiều. Thiếu màu, so tired. Chincha. I forgot to review this one. Thôi giờ mình xài đỡ cái này trước mình review. Cái này nó sẽ tiện hơn là cái kia.
Quan cảnh trong nhà tôi, mỗi khi tôi làm việc, tôi quá mệt rồi. So messy. Oh my gosh. Cắt quá sâu, cái nó sẽ bị dính luôn ở dưới đây. I need to remove it. Remove this. And hay mọi người nhìn những cái này là cái gì vậy? Cái ống gì phải không? Sao tôi nhảy lên vậy? Ủa làm sao để lên? À hay là mình con này nó ghê quá đi, nó gớm quá đi. Oh trời ơi, giờ làm sao nè? Mình điều khiển mấy con này á. À ok. Bây giờ tao phải làm gì? Thôi ghê quá đi. Gì hả? Giờ mình phải làm gì? Oh my gosh, trời ơi. Chắc phải crack nó rồi. Vậy là thằng này nó sẽ giúp mọi người ra khỏi đây á hả? Đúng không? Cái game không một cái lời giải thích luôn á.